Putin tung đòn hiểm, công nhận hai vùng ly khai của Ukraine. Video này tường thuật lại tình hình căng thẳng Nga-Ukraine, theo các tờ báo Washington Post và Reuters. Putin vừa tung đòn hiểm, đó là ký xác lệnh công nhận độc lập của hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk tại miền đông Ukraine, yêu cầu quân đội Nga điều lực lượng gìn giữ hòa bình tới đây. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua, ngày 21 tháng 2 năm 2022, duyệt xác lệnh công nhận độc lập của hai vùng ly khai tại miền đông Ukraine, bao gồm Donetsk và Lugansk, đồng thời ký hiệp ước hợp tác với lãnh đạo hai khu vực này. Tôi cho rằng cần đưa ra quyết định đáng lẽ phải diễn ra từ lâu, đó là lập tức công nhận độc lập chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk, ông nói. Theo hiệp ước do Putin đệ trình Quốc hội phê chuẩn, Nga sẽ có quyền xây dựng căn cứ quân sự tại Donetsk và Lugansk. Tổng thống Putin cũng chỉ đạo Bộ Quốc phòng Nga triển khai quân tới hai khu vực này để gìn giữ hòa bình, nhưng chưa rõ quy mô và thời điểm lực lượng này bắt đầu nhiệm vụ. Trong bài phát biểu trên truyền hình sau đó, ông chủ điện Kremlin tỏ ra giận dữ và mô tả Ukraine là một phần lịch sử của Nga, cho rằng miền đông Ukraine là lãnh thổ Nga trong quá khứ và tin rằng người dân Nga sẽ ủng hộ quyết định của ông. Mỹ và các đồng minh đã phản ứng dữ dội trước hành động của Nga. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án quyết định của người đồng cấp Nga khi điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky. Ông cũng thảo luận các biện pháp phối hợp phản ứng với Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức. Biden dự kiến ký xác lệnh cấm công dân Mỹ đầu tư hoặc làm ăn với hai vùng ly khai, cũng như áp đặt cấm vận nhằm vào bất kỳ cá nhân nào được xác định hoạt động tại khu vực này của Ukraine. Thư ký báo chí Nhà Trắng là Jen Psaki cho biết, các biện pháp này tách biệt với đòn cấm vận được Mỹ và đồng minh chuẩn bị nếu Nga tấn công Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cáo buộc Moscow tiếp tục leo thang căng thẳng ở miền đông Ukraine và đang tìm cách dàn dựng lý do để tấn công nước láng giềng. Công nhận hai vùng ly khai miền đông Ukraine, Putin có thể thực hiện hóa ước mơ, mong muốn Ukraine và Nga là một dân tộc và chặn đứng đường gia nhập NATO của Kiev. Vùng Donbass từ lâu là điểm nóng trong căng thẳng biên giới giữa Nga và Ukraine. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập của vùng ly khai Donetsk và Lugansk tại miền đông Ukraine. Đây là lần đầu tiên Nga tuyên bố không coi Donbass là một phần của Ukraine. Điều đó có thể mở đường cho Moscow gửi lực lượng quân sự vào các khu vực ly khai một cách công khai, với lập luận rằng họ đang can thiệp như một đồng minh để bảo vệ khu vực này. Alexander Borodai, một thành viên của Quốc hội Nga và cựu lãnh đạo chính trị Donetsk, tháng trước nói rằng phe ly khai sau đó sẽ tìm tới Nga để giúp họ giành quyền kiểm soát các khu vực của Donetsk và Lugansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Nếu như kịch bản này xảy ra, thì nó có thể dẫn tới xung đột quân đội giữa Nga và Ukraine. Hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk, gọi chung là vùng Donbass, đã tách khỏi kiểm soát của chính phủ Ukraine vào năm 2014 và tự tuyên bố là Cộng hòa Nhân dân độc lập dù không được công nhận. Kể từ đó, những cuộc giao tranh bùng phát trong khu vực này đã khiến hơn 14.000 người thiệt mạng. Nga phủ nhận tham gia vào xung đột, nhưng ủng hộ phe ly khai theo nhiều cách như hỗ trợ quân sự bí mật, hỗ trợ tài chính, cung cấp vaccine COVID-19 và cấp ít nhất 800.000 hộ chiếu tại khu vực này. Động thái công nhận của Nga cũng được cho là giết chết thỏa thuận Minsk. Thỏa thuận Minsk được Bộ tứ Normandy bao gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức thúc đẩy tại thủ đô của Belarus năm 2015, nhằm kết thúc cuộc xung đột đẫm máu khi đó đã kéo dài 10 tháng ở miền đông Ukraine. Thỏa thuận kêu gọi mức độ tự trị lớn cho hai khu vực ly khai ở Ukraine. Dù chưa được các bên thực hiện đầy đủ, thỏa thuận Minsk đến nay vẫn được cho là con đường tốt nhất giúp thoát khỏi khủng hoảng ở Ukraine. Tổng thống Putin xem người Nga và Ukraine là một dân tộc. Ông viết trong một bài luận được chia sẻ trên trang web của Điện Kremlin vào tháng 7 năm ngoái rằng chủ quyền thực sự của Ukraine chỉ có thể là hợp tác với Nga. Tôi xin nhấn mạnh lại lần nữa rằng Ukraine không chỉ là một nước láng giềng của chúng tôi, đó là một phần không thể thiếu trong lịch sử, văn hóa và tinh thần của chúng tôi, ông Putin nói trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 21 tháng 2. Đây là những người đồng đội, người thân của chúng tôi. Giữa họ không chỉ là tình cảm đồng nghiệp, bạn bè, mà là người thân, là gia đình có gắn bó máu thịt. Cuộc điều tra dân số chính thức gần đây nhất vào năm 2001 cho thấy hơn một nửa dân số ở Crimea và Donetsk xác định tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ. Lực lượng ly khai đã tận dụng bản sắc khu vực đặc biệt của Donbass để thúc đẩy ủng hộ hành động chống Kiev. Thông qua điều này thì Moscow cũng tiếp tục đặt nền móng trong khu vực bằng cách cấp hộ chiếu, từ đó có thể gửi lực lượng tới để bảo vệ người dân.
Theo một cuộc khảo sát được công bố vào năm 2021, hơn một nửa người ở khu vực ly khai muốn gia nhập Nga, dù có hoặc không một số quyền tự trị. Trước Donbass thì Nga cũng đã từng công nhận độc lập cho hai vùng ly khai là Abkhazia và Nam Ossetia ở Georgia sau một cuộc chiến 5 ngày vào năm 2008. Moscow đã cung cấp cho họ hỗ trợ ngân sách, cấp quốc tịch Nga cho người dân và đóng hàng ngàn binh sĩ tại đây. Trong trường hợp của Georgia, Nga đã sử dụng sự công nhận độc lập các khu vực ly khai để giải thích cho việc quân đội hiện diện ở một nước thuộc Liên Xô cũ. Mục tiêu của Nga là ngăn chặn vô thời hạn tham vọng gia nhập NATO của Georgia bằng cách không cho nước này toàn quyền kiểm soát lãnh thổ. Tính toán tương tự cũng sẽ được áp dụng với Ukraine. Moscow từ lâu xem Ukraine là vùng đệm của NATO. Liên minh này được thành lập năm 1949 để chống lại Liên Xô. Putin từ lâu nói rằng xu hướng mở rộng phạm vi về phía đông châu Âu có thể phạm vào lằn ranh đỏ của ông. Đồng thời Putin cũng nhiều lần khẳng định một trong những điều kiện tháo ngòi nổ căng thẳng Ukraine là phương Tây phải đảm bảo chắc chắn Kiev không bao giờ trở thành một thành viên của liên minh. Tôi vẫn nghĩ rằng mục tiêu chính của Putin trong cuộc khủng hoảng Ukraine là thách thức NATO và để xem liệu liên minh có chùn bước hay không. Tướng về hưu Martin Dempsey, cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói, nhưng nếu ông ấy quyết định hành động, nhiều khả năng ông ấy sẽ đưa quân kiểm soát khu vực duyên hải phía đông Ukraine giáp biển Azov để tạo cầu nối đến bán đảo Crimea và cửa ngõ ra Biển Đen. Trước khi ký sắc lệnh công nhận hai vùng ly khai, Putin từng nói rằng toàn bộ Ukraine là quốc gia do Nga tạo ra. Những động thái gần đây của Nga khiến không ít người lo ngại kịch bản Nga sẽ tiến hành cuộc tấn công tổng lực vào Ukraine. Đây là kịch bản đáng lo ngại nhất, nhưng cũng bị đánh giá là ít có khả năng xảy ra nhất, khi Nga tính toán tới những chi phí về tài chính, kinh tế và nhân lực của cuộc chiến. Tôi nghĩ rằng Putin chắc chắn có đủ sức mạnh quân sự để tấn công Ukraine. Tôi cũng biết có tin tình báo về ý định này. Tướng về hưu Joseph Branston, cựu tư lệnh lực lượng NATO nói, nhưng tôi cũng biết người Nga rất giỏi tung hỏa mù và tôi vẫn không tin kịch bản này sẽ xảy ra. Mỹ từ chối xác định liệu lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga điều đến miền đông Ukraine có được coi là hành vi xâm lược nhằm vào quốc gia này hay không. Quan chức Mỹ cho rằng Nga đã điều lực lượng tới vùng Donbass trong 8 năm qua và quân đội Nga tiến vào Donbass không phải là bước tiến mới. Lính Nga đã ở Donbass trong 8 năm qua, song họ phủ nhận điều này. Bây giờ Nga sẽ hoạt động công khai tại khu vực đó và chúng tôi sẽ đáp trả tương ứng. Quan chức Mỹ cho biết và khẳng định nước này sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung để đáp trả quyết định công nhận hai vùng ly khai của Nga. Sau quyết định của Putin, Hạ nghị sĩ Mỹ Ted Lieu cáo buộc hành động của Tổng thống Nga cho thấy mục tiêu và ý định của ông ấy là chiếm toàn bộ Ukraine. Ông ấy nói rằng Liên Xô không nên sụp đổ và ông ấy muốn xây dựng lại nước Nga như thời Liên Xô. Điều đó rất nguy hiểm, Hạ nghị sĩ này cho biết. Tùy thuộc vào nơi lực lượng họ tới, chúng ta có thể xác định liệu có xảy ra một cuộc chiến tranh rất lớn hay không, Ted Lieu nói. Nếu Putin đơn thuần điều quân vào các khu vực Donbass, nơi phe ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát, điều này khác với quyết định điều quân tới khu vực quân chính phủ Ukraine kiểm soát, động thái có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Sau khi Nga ngày 15 tháng 2 thông báo rút một phần lực lượng gần Ukraine, chính quyền Kiev và nhiều lãnh đạo phương Tây bày tỏ hoài nghi, nói rằng không thấy bằng chứng Moscow rút quân. Tình báo phương Tây vẫn lo ngại Tổng thống Nga Putin có thể ra lệnh tấn công Ukraine bất kỳ lúc nào. Hai tỉnh Donetsk và Lugansk nằm ở vùng Donbass phía đông Ukraine, trở thành điểm nóng trong giao tranh từ năm 2014. Sau khi người dân ở đây đòi tăng quyền tự trị bất thành và tổ chức phong trào phản kháng vũ trang, chính phủ Ukraine đã hai lần phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát Donbass nhưng đều không thành công. Đụng độ giữa quân chính phủ Ukraine và phe ly khai ở miền đông đã leo thang trong những ngày qua. Chính quyền các địa phương Nga sát biên giới Ukraine những ngày qua ban bố tình trạng khẩn cấp khi dân thường từ khu vực Donbass di tản sang nước láng giềng. Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga hôm 20 tháng 2 cho biết hơn 50.000 người đã nhập cảnh vào Nga sau khi các lãnh đạo phe ly khai kêu gọi phụ nữ, trẻ em và người già di tản vì đụng độ leo thang. Giao tranh giữa quân chính phủ Ukraine với phe ly khai bùng phát năm 2014 đã khiến cho hơn 14.000 người thiệt mạng. Trên đây là video tường thuật về tình hình căng thẳng của Nga và Ukraine mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye!